Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trí tuệ, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ huyện Vân Hồ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Và sáng nay, ngày 17 tháng 7, Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội. Dự phiên bế mạc có các đồng chí trong tổ công tác theo quyết định 1056 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại hội đã dành nhiều thời gian, trí tuệ tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tập trung thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Là đại biểu của lực lượng vũ trang thì chúng tôi tin tưởng là dưới sự lãnh đạo của huyện thì nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát triển và giữ vững được cái tình an ninh chính trị để phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tôi cũng rất mong muốn và kỳ vọng rằng các đồng chí đã được bầu trúng cử lần này sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đề ra và chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho người dân và tạo công ăn việc làm cho người dân trên chính cái mảnh đất, trên quê hương của mình. Tôi tin là những cái đồng chí mà được bầu ra tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ này là những cái cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, của toàn dân. Và tin tưởng là các đồng chí sẽ phát huy được cái trí tuệ, đoàn kết và sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của toàn Đảng bộ, của nhân dân, các dân tộc huyện Vân Hồ. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 9.500 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 500 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 7,4%, diện tích cây ăn quả 6.200 ha, sản lượng quả tươi 20.000 tấn, tổng đàn trâu bò 45.000 con, trong đó đàn bò sữa năm 2025 đạt 2.000 con, sản lượng sữa tươi đạt 8.000 tấn. Duy trì phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 10 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 đến 5% mỗi năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Hàng năm có 90% tổ chức đảng trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 đến 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Vân Hồ thoát khỏi huyện nghèo. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thì Đảng bộ huyện Vân Hồ xác định 3 khâu đột phá và có 9 nhiệm vụ trọng tâm cùng các cái giải pháp triển khai. Thì 3 khâu đột phá chính đó là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến và xuất khẩu. Khâu đột phá thứ hai đó là phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tối đa các cái tiềm năng và lợi thế. Khâu đột phá thứ ba đó là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để làm sao mà giảm nghèo nhanh, bền vững, với cái mục tiêu đến hết năm 2025 thì đưa huyện Vân Hồ thoát khỏi huyện nghèo. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vân Hồ khóa 2 gồm 36 đồng chí tiêu biểu cho hơn 3.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 2 đã bầu Ban thường vụ huyện ủy gồm 11 đồng chí, bầu bí thư, 2 phó bí thư và Ủy ban kiểm tra huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư huyện ủy Vân Hồ khóa 2. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020.